anh em nhà Grimm và những câu chuyện cổ tích gắn liền với tuổi thơ. Hai anh em Jacob Grimm và Wilhelm Grimm nổi tiếng nhờ công xuất bản các bộ sưu tập truyện dân gian và truyện cổ tích nổi tiếng thế giới. Trong đó có nhiều truyện đã trở thành một phần tuổi thơ của nhiều thế hệ như Nàng Bạch Tuyết, Cô bé lọ lem, Công chúa ngủ trong rừng và Cô bé quàng khăn đỏ. Đã 200 năm trôi qua, truyện cổ Grimm vẫn sống, vẫn đồng hành cùng biết bao em nhỏ trên toàn thế giới. Thế nhưng, để có được những câu chuyện đó, hai anh em nhà Grimm đã trải qua một hành trình khá gian nan. Anh em nhà Grimm là ai? Jacob Louis Carl Grimm sinh năm 1785, Wilhelm Carl Grimm sinh năm 1786 tại một thành phố thuộc bang Hessen nước Đức trong một gia đình khá giả có 9 anh em. Cha của họ là một luật sư, còn mẹ xuất thân trong gia đình viên chức. Từ nhỏ hai anh em nhà Grimm đã rất là ngoan ngoãn và học rất giỏi, nhưng tính tình của họ có đôi chút khác biệt. Người anh Jacob khá là hướng nội, nghiêm túc và kiên định. Cậu em Wilhelm thân thiện và hòa đồng hơn, dù vậy hai anh em rất thân thiết với nhau. Hai anh em nhà Grimm bắt đầu sưu tầm các truyện kể dân gian từ khoảng năm 1806 nhằm phục vụ cho mục đích nghiên cứu văn học dân gian Đức. Khi đó, hai tác giả Clemens Brentano và Achim von Arnim đã tìm họ để nhờ giúp. Hai người này cũng đang trong quá trình thu thập những mẫu truyện dân gian để phục vụ cho một cuốn sách sắp xuất bản. Anh em nhà Grimm tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch đó và sẵn sàng chia sẻ những nghiên cứu của mình. Do vậy, từ năm 1807 đến 1810, họ đã tích cực thu thập thêm các mẫu truyện cổ để gửi cho Brentano xuất bản. Qua đó có thêm những bằng chứng lịch sử để hiểu sâu hơn về ngôn ngữ quê hương Đức. Những mẫu truyện từ đâu mà có? Anh em nhà Grimm không đi khắp các miền thôn dã để sưu tầm truyện như chúng ta vẫn tưởng. Ban đầu, họ thu thập truyện từ những người bằng hữu có kiến thức về văn hóa dân gian. Phần lớn những nguồn tư liệu quý giá này đều đến từ các gia đình khá giả và thượng lưu. Theo tư liệu các sử gia Đức, những người đầu tiên kể chuyện cho anh em Grimm gồm quý cô trẻ tới từ gia đình Wilde ở Kassel hay các quý cô của nhà Hasenblut. Chưa kể còn có mẹ của họ, bà Dorothea, vốn cũng xuất thân từ gia đình thượng lưu. Bắt đầu từ năm 1808, Jacob và Wilhelm mở rộng phạm vi nghiên cứu của mình. Họ nhận được giúp đỡ từ những người đến từ đủ ngành nghề, xuất thân lẫn vùng miền. Từ đó ghi lại thêm các mẫu truyện mới. Những người lao động như bà Dorothea Viemann, vợ một người thợ may, hay sĩ quan về hưu có tên là Johann Krosse cũng đến kể chuyện để đổi lấy một chút thù lao giản dị. Từ nguồn tư liệu này, anh em nhà Grimm đã bắt đầu viết nên những câu chuyện cổ bằng văn phong của mình. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé. Khởi đầu gian nan. Năm 1810, anh em nhà Grimm quyết định chép các mẫu truyện ra thành nhiều bản để giữ lại trước khi gửi cho Brentano xuất bản. Lý do của việc giữ lại các bản sao là vì họ sợ Brentano sẽ sửa chữa các mẫu truyện theo phong cách thơ của ông ấy. Trong khi hai anh em thì muốn lưu giữ nguyên vẹn công lao sưu tầm của mình cho những nghiên cứu về ngôn ngữ tập quán sau này và cũng muốn gìn giữ nét đặc thù của các câu chuyện truyền miệng. Thực tế thì anh em nhà Grimm không cần lo lắng bởi Brentano đã chẳng hề đụng tới đống bản thảo đó và ông đã bỏ chúng tại tu viện Ollenberg ở Alsace. Sau khi phát hiện những bản thảo kia bị Brentano ngó lơ, hai anh em quyết định tự mình xuất bản một tập sách. Năm 1812, ấn bản đầu tiên của truyện cổ Grimm mang tên Truyện cổ tích cho trẻ em và trong gia đình đã ra đời. Cuốn sách được ra mắt với mong muốn giúp những câu chuyện dân gian tiếp cận được nhiều người hơn. Hai anh em cũng muốn nó trở thành một cuốn sổ tay giáo dục cho các bậc cha mẹ. Thế nhưng chính tựa đề Truyện cổ tích cho trẻ em và trong gia đình của cuốn sách đã khiến nhiều người nhầm tưởng đối tượng chính của nó là trẻ em. Hai anh em Grimm đã nhận được nhiều phản hồi, trong đó có nhiều phàn nàn về việc nội dung các câu chuyện có hơi hướng bạo lực cũng như lối tự sự kỳ quặc của một số truyện. Hậu quả là 900 bản in của ấn bản đầu tiên đã không bán được trong suốt vài năm. 3 năm sau, phần 2 được tiếp nối với tổng cộng 156 truyện cổ tích. Đến năm 1819, họ gộp hai phần thành một tuyển tập với 170 truyện. Bước ngoặt lớn của hai anh em. Thời gian đầu mọi thứ vẫn chưa thể diễn ra như mong muốn. Thành công chỉ thực sự đến với anh em nhà Grimm khi họ cho ra mắt ấn bản Kleine Ausgabe, anh em Grimm gọi là phiên bản nhỏ, năm 1825, bao gồm 50 truyện chọn lọc hướng tới đối tượng là trẻ em. Ấn bản cho thấy sự thay đổi trong phong cách biên tập mà hai anh em đã tiếp thu từ độc giả trước đó. Họ rời xa những câu chuyện có phần thô tục, bạo lực, bắt đầu chọn những câu chuyện dễ hiểu hơn và chứa đựng các nguyên tắc văn học nhiều hơn. Các tác phẩm dân gian bỗng nhiên trở thành những câu chuyện ly kỳ, thú vị, mang theo nhiều bài học đạo đức và tính giáo dục rất cao. Ngoài nội dung, trước đó anh em nhà Grimm còn tạo ra cuộc cách mạng về mặt hình thức. Họ đã kết hợp tài tình giữa văn bản và hình ảnh. Trong khi các ấn bản đầu tiên năm 1812 và 1815 không có bất kỳ hình minh họa hay trang trí nào, thì các ấn bản năm 1819 và 1822 đã được tô điểm bằng hai hình minh họa. Ấn bản năm 1825 thậm chí có đến 7 hình, và người vẽ chúng không ai khác chính là cậu em út nhà Grimm, Louis Emil. Ấn bản Kleine Ausgabe, phiên bản nhỏ, tiếp tục được cải thiện cho tới bản in lần thứ 7 vào năm 1857, bao gồm 200 truyện cổ tích và 10 huyền thoại cho trẻ em. Đây được coi là bản in cuối cùng được thực hiện dưới sự giám sát của Jacob và Wilhelm, cũng là bản in được sử dụng chính thức sau này. Sau đó, những ấn bản truyện cổ Grimm bên ngoài biên giới nước Đức đã xuất hiện. Năm 1820, một bản dịch chọn lọc từ tuyển tập của anh em Grimm với tựa đề Truyện cổ tích cho trẻ em đã xuất hiện ở Amsterdam của nước Hà Lan. Năm 1823, ấn bản truyện kể dân gian Đức ra đời ở London, nước Anh dưới nét vẽ minh họa tài hoa của George Cruikshank. Trong những thập niên tiếp theo, nhiều nghệ sĩ, nhà xuất bản ngày càng chuyển hướng quan tâm sang chủ đề truyện cổ tích, từ đó cho ra đời vô số sách, tranh minh họa lớn nhỏ, bao bì quảng cáo, tạp chí dành cho trẻ em với chất lượng in ấn ngày càng hoàn thiện. Tranh minh họa truyện cổ tích nở rộ trong 3 thập niên cuối thế kỷ 19, trong đó nổi bật là họa sĩ người Anh Walter Crane, một trong những người tiên phong của phong trào tân nghệ thuật Art Nouveau, và kế đến là Arthur Rackham. Ở các nước nói tiếng Đức cũng thế, nhiều họa sĩ lớn theo trường phái tân nghệ thuật như Heinrich Leffler, Joseph Urban hay là Heinrich Vogeler cũng tạo ra những góc nhìn mới mẻ cho những câu chuyện của anh em nhà Grimm. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!